diễn viên Lê Quang thực lực nhưng không gặp thời và mối tình đặc biệt với Diễm Hương. So với diễn bị ghét cay ghét đắng trong Hoa hậu trên ngược trái, Hồng Quang tiếp tục trở thành gương mặt hot của VFC khi vào vai thượng tá Văn Bàn phim Đấu Trí. Hồng Quang chính là cái tên đang gây chú ý trong những ngày đầu phim Đấu Trí phát sóng ngoài dàn cast chính. Thực tế, phim chỉ lên sóng vài tập đầu tiên, nhiều nhân vật còn chưa xuất hiện đầy đủ, nhưng khán giả truyền hình đã sốt sắng truy lùng nhân vật nội gián của ban chuyên án sinh phẩm KT. Dù phim mới lên sóng, nhưng những suy luận vui của khán giả cũng hoàn toàn có cơ sở. Trong một số đoạn video giới thiệu trước đó, khi Đấu Trí lên sóng, nhân vật Văn Bàn do Hồng Quang thủ vai có một số phân đoạn khá đáng ngờ. Khi Vũ hỏi chuyện, thượng tá Bàn tỏ ra ấp úng. Mỗi lần chỉ đạo triển khai công việc, nhân vật này cũng tỏ thái độ dè chừng, thiếu quyết liệt với những câu thoại như trước mắt, cục chỉ yêu cầu chúng ta phối hợp để theo dõi những nhân vật có liên quan. Khi nào mở án, cần tăng cường thêm người thì kéo đội một của cậu vào. Trước khi gây tò mò với vai thượng tá Văn Bàn, diễn viên Hồng Quang từng vào vai gã chồng Du Dược trong phim Hoa hậu trên ngực trái. Vai diễn này, anh cũng khiến khán giả tranh cãi suốt một khoảng thời gian dài. Thực lực, đa tài nhưng không gặp thời. Hồng Quang được biết đến là gương mặt nổi bật trong làng sân khấu kịch phía Bắc. Anh sinh ra trong một gia đình, mẹ làm giáo viên thể thao, bố làm trong ngành điện ảnh. Từ bé, diễn viên Hồng Quang đã theo bố đến phòng chiếu phim. Vì thế, tuổi thơ của anh được nuôi dưỡng từ những niềm thích thú mà các tác phẩm điện ảnh mang lại. Nỗi đam mê trở thành diễn viên điện ảnh bắt đầu đốt lửa trong anh từ đó. Bản thân Hồng Quang cũng không lường trước được, tình yêu nghệ thuật đã đến và ở lại trong cuộc đời anh một cách quyết liệt nhất, để rồi dẫn dắt anh đi trong trường đời như một định mệnh khó cưỡng. Đến mức khi đứng trước ngưỡng cửa của lựa chọn nghề nghiệp, Hồng Quang chỉ có một ước mơ thiết tha nhất là được trở thành diễn viên, được hóa thân vào những vai diễn đấy đời, được làm một ngôi sao bàn bạc, lưu giữ hình ảnh của mình. Mang một khát khao mãnh liệt như vậy, Hồng Quang chỉ thi duy nhất vào một trường đại học, đó là trường sân khấu điện ảnh. Anh vào trường năm 1994, năm 1998 tốt nghiệp, năm 1996 đã bắt đầu những vai diễn đầu tiên với nghệ thuật, rồi đi hát ở phòng trà, sinh viên, làm MC ở các hội quán để kiếm sống, nuôi khát vọng nghệ thuật. Khi còn là cậu sinh viên năm 2 đại học, anh được xuất hiện trong Bến đỏ sông Vạc của đạo diễn Bạch Diệp. Vai diễn đầu đời ít cơ hội để thể hiện khả năng nên anh chưa kịp tạo ấn tượng gì cho khán giả. Mãi đến khi anh vào vai Quang trong Vào Nam Ra Bắc, anh mới cảm thấy tự tin hơn trong nghề nghiệp. Cụ thể vào năm 2000, anh được mời vào vai diễn người lính trẻ Phạm Ngọc Quang với sự dàn xé tâm lý phức tạp trong bộ phim Nhựa Vào Nam Ra Bắc. Đây là một vai diễn để lại dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp diễn viên của Lê Hồng Quang. Đây là lần đầu tiên Hồng Quang biết thế nào là điện ảnh và anh đã phát huy được hết những nội lực, tiềm năng diễn xuất của mình. Và cũng chỉ ở vai diễn điện ảnh đầu tiên này, tên tuổi của anh mới thực sự được manh nha, định hình trong nghệ thuật. Sau đó, Lê Hồng Quang còn có một cơ hội thứ hai nữa ở bộ phim Những Ngày Cuối Cùng Trong Xà Liêm Án Chém. Anh được mời vào vai nhà chiến sĩ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh. Đó là hai bộ phim đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn viên của Lê Hồng Quang. Tuy nhiên, đa số các vai diễn của anh dù cố gắng đến đâu, kỹ lưỡng đến đâu cũng chỉ là những nhân vật nhạt nhòa trong những kịch bản mờ nhạt. Tiếp đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Hai Bình Làm Thủy Điện, Nhật Ký Chiến Trường. 10 năm của thời khắc đỉnh cao trong đời một diễn viên như anh trôi qua bàn bạc mà không có một sự bùng nổ nào. Anh cũng như bao số phận diễn viên trẻ, tài năng, tâm huyết nhưng lỡ sinh ra không phục thời. Họ bị chìm lẫn và lãng quên trong sự thoái trào của sân khấu Việt Nam những năm 2000. Có thể nói, dù là một diễn viên thực lực, đa tài, nhưng Lê Hồng Quang lại không có được cái thời của riêng mình để một bước vụt sáng thành ngôi sao danh tiếng. Tuy nhiên, anh vẫn âm thầm sống với nghề, dù vai lớn hay nhỏ, chính hay phụ. Hạnh phúc bên người vợ đánh đá nhất mạng ảnh Việt. Diễn viên Hồng Quang kết hôn với nghệ sĩ kịch Diễm Hương vào năm 2014. Nhiều hơn vợ 9 tuổi, nên Lê Hồng Quang hiểu và chia sẻ công việc gia đình với vợ rất nhiều. Không cần Diễm Hương yêu cầu, anh luôn là người tự chủ động chia sẻ việc nhà với vợ, như lau nhà, rửa bát. Thậm chí, anh làm còn chuyên nghiệp và gọn gàng hơn cả vợ. Tính cách hai người khác nhau nhưng nhờ sự thấu hiểu và duyên phận nên trong suốt 5 năm bên nhau họ có cuộc sống bình yên, ấm áp. Nói về diễn viên Hồng Quang, Diễm Hương tâm sự, có một điều phải chia sẻ thật rằng anh Quang không phải là người lãng mạn. Anh ấy cũng chia sẻ thật với Hương rằng anh không biết làm thế nào để em thấy xúc động và anh cũng không biết phải mua gì nên tốt nhất anh cứ đưa tiền để em thích mua gì thì mua. Đó là chia sẻ rất thật lòng của chồng Hương. Vốn mang biệt danh nữ diễn viên đanh đá nhất mạng ảnh Việt nên nhiều người khá bất ngờ khi Diễm Hương lại yêu Hồng Quang. Nói về sự trái ngược này, cô tâm sự, anh Hồng Quang và Hương là hai con người rất khác nhau từ trong cách làm việc cho đến cuộc sống bên ngoài. Anh Quang là một người rất nghiêm túc trong công việc. Khi đến trường quay, việc duy nhất của anh ấy là ra một góc và đọc kịch bản, sau đó sẽ nghiên cứu và tập trung vào diễn xuất. Còn Hương hoàn toàn ngược lại, Hương sẽ đọc kịch bản tại nhà, rồi sau đó khi đến trường quay, Hương cũng sẽ đọc lại một lần nữa. Nhưng với bản tính của mình, Hương sẽ vui đùa cùng các bạn diễn trong đoàn.
Tín Hương muốn dồn tất cả cảm xúc trong lúc quay. Mình đùa nên anh Quang từng nói, anh không thể làm việc với người thiếu tập trung cao độ như em, anh phải làm việc với người tập trung cao độ cơ. Trong cuộc sống thường nhật, cả hai có rất nhiều điểm tương đồng. Nói về điểm này, một lần nữa Diễm Hương lại thay chồng bày tỏ. Nói về điểm hợp nhau thật ra là cũng hợp nhau nhiều thứ, nhưng có một điều rất hay, đó là Hương và anh Quang thường xuyên có một suy nghĩ và cùng phát ra một câu nói trong cùng một thời điểm. Rất nhiều lần, hai vợ chồng cùng nói ra và quay ra nhìn nhau, ừ một cái, biết thế em không nói nữa, kiểu như vậy. Hai vợ chồng khác nhau trong cách làm việc, ít hợp tác chung cùng nhau và tưởng như chẳng liên quan nhưng lại gắn bó hạnh phúc bên nhau. Nhờ làm nghề, Hậu Quang và Diễm Hương lại dễ dàng hỗ trợ, cảm thông với nhau hơn. Cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ với nhau về công việc, về cách diễn xuất. Chồng diễn kịch thì vợ ngồi dưới xem rồi gạch đầu chồng những thứ nên sửa, chồng cũng vậy. Hiện tại, cuộc hôn nhân của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.